sở chăn nuôi gà Việt hân hạnh kính chào quý khách. Lời đầu tiên, cơ sở chăn nuôi gà Việt xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các quý khách hàng, quý đối tác đã quan tâm ủng hộ, đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tự hào là đơn vị đạt chuẩn hàng đầu tại Đồng Nai. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động và chăn nuôi các loại gia cầm, chúng tôi chuyên cung cấp giống gà ta thả vườn chất lượng nhất hiện nay, kinh doanh xỉ và lẻ gà ăn thịt cho nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó, với quy mô và nguồn sản xuất rộng lớn, cơ sở chăn nuôi gà Việt thường xuyên tìm đối tác làm nhà phân phối trên toàn quốc với mức chiết khấu cao, mong muốn đem đến những sản phẩm ngon và đảm bảo nhất cho mọi bữa ăn của người Việt. Giống gà thả vườn được ưa thích bởi khả năng thích nghi tốt với môi trường chăn nuôi Việt Nam và thịt chắc, vô cùng thơm ngon, chế biến được nhiều món ăn bổ dưỡng. Với phương châm uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh, cơ sở chăn nuôi gà Việt luôn đặt lợi ích của người tiêu dùng lên trên hết. Để có sản phẩm gà chất lượng bán ra thị trường, cơ sở của chúng tôi đầu tư từ con giống tốt, được xử lý vaccine đầy đủ, không dư lượng kháng sinh, không chất vàng ô, không hóc môn tăng trưởng. Bên cạnh đó, quy trình nuôi kết hợp chăn thả phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt trong kỹ thuật. Về chuồng trại, chúng tôi thiết kế đệm lót sinh học, quạt thông gió lớn để chuồng thoáng mát, gà không bị bức bối. Hàng ngày, gà được thả ra đồi vận động nên gà có thớ thịt săn chắc, đề kháng tốt. Sau khoảng 90 ngày nuôi, trọng lượng gà đạt 1,6 đến 1,7 kg một con. Gà xuất chuồng có ngoại hình đẹp, chân và da vàng, màu lông mượt đồng đều, ức đầy, mắt sáng, màu đỏ nên được thị trường ưa chuộng. Sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm. Trong quá trình chăn nuôi, chúng tôi luôn cam kết sử dụng các loại thức ăn chăn nuôi an toàn, không sử dụng các loại chất kích thích tăng trưởng, chấp hành tốt việc thực hiện vệ sinh, phòng trị bệnh, bảo vệ môi trường chăn nuôi, chất lượng thịt được kiểm định bởi Sở Y tế đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm. Cơ sở chăn nuôi gà Việt nhận giao hàng tận nơi nhanh chóng theo đơn đặt hàng, đảm bảo nhu cầu cả về số lượng và chất lượng cho quý khách. Chúng tôi cam kết luôn đảm bảo giao hàng đúng quy cách. Nếu quý khách có nhu cầu phát sinh, chúng tôi sẽ giao bổ sung trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được sự quan tâm, tin tưởng và hợp tác của quý khách hàng, quý đơn vị trong chặng đường phát triển của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ cơ sở chăn nuôi gà Việt, địa chỉ ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 0944 667 616, 0985 113 449, Anh Vang, 0945 301 981, Chị Tú. Cơ sở chăn nuôi gà Việt, nguồn dinh dưỡng cho mọi nhà.